Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi ha, Chobi, tất nhiên là ai cũng biết mà. Thì hôm nay mình sẽ chơi một mình thôi, mình không chơi với ai cả. Đừng các bạn đừng có nhìn vào sao mà. Đừng, đừng. Đừng. Hello. Đừng mà, đừng có nhìn vào sao. Đừng. Đừng 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 đừng, đừng có nhìn vào sao mình. Mình là thằng đẹp trai nhất, các bạn đừng. Ôi, what the fuck, đừng nhìn. Mình nghe. Đừng. Nhìn mình nè. Rồi, chơi đi chứ. Hôm nay mình sẽ xin các bạn 20 giây để nói lên cái này thì các bạn hãy like video này của mình và kèm theo đó là một cái subscriber đăng ký. Sau khi đó các bạn hãy click vào cái chuông để gửi thông báo, tức là gửi tất cả cho thông báo này và lưu. Thì như vậy thôi, các bạn đã giúp ích cho mình và bây giờ xem video vui vẻ nha. Không được. No. Mình là nhân vật chính. No. Mình là nhân vật chính. No. Tập này mình là nhân vật chính. Ủa mà mình lạc. Ủa. Ơi, tụi mình hình như có đi lộn server rồi ba. Yeah. Đâu biết đâu. Ủa server gì kìa. Ủa sao hôm nay? Mình vô lobby kia mà. Ủa tôi vô đúng rồi, hỏi tôi vừa. Ủa sao có bếp qua đây nè. Ô tôi mở được cái hộp gì vậy? Cái gì vậy? Yeah. Oops. Ông ơi ông đâu rồi? Ok tôi đang test cái này ông ơi. Ông đâu rồi? Ủa sao tôi hai cái hàng YouTuber nữa nè. Thế cái gì? Lost. Ok. Cái em rồi. Tích ông rồi. Ok thì hôm nay mình sẽ Karem sẽ quay một cái thách của bạn, mình sẽ để cho màn hình thì các bạn có thể coi. Ok, đây là thử thách của một bạn đặt ra cho mình. Thì mình cũng không biết gì đâu nha, bạn đó đi đặt thì mình làm thôi. Nên ông nhiều gương quá. Tôi biết là mọi người sẽ nói tôi bắt chước người này bắt chước người kia. Ok, bạn nói thì mình chịu. Ok. Bay. Người ta đặt cho mình thì mình làm thôi đúng không? Tôi muốn bay. Đúng không? Người ta đặt thì mình làm thôi đúng không? Không, nhưng mà tôi muốn bay. Thì ok, mình sẽ vô một cái trận nào đó để trong đây có skin ok, let's go. Mình sẽ không chơi team nhá, vì cái này mình không nên làm team. U map mới các bạn ơi. Map mới, đu xe. Đồ. Thì mình nói với bạn là nếu thích video của mình đó thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, ủng hộ video cho mình nha. Ok, vậy thôi, hết rồi. Hai. Xúc tích ngắn gọn. Ừ, hình như nó lắc lắc sao nhỉ? À, vậy tôi thấy bị giật sao á. Chứ gì nữa à? Ê, vậy tôi... Ê, vậy tôi xanh đậm, hồi nãy tôi xanh nhạt được. Ê, tại sao mày nói nãy chi vậy ta? Ôi, sao tôi lụm cục giảm được ta? Thì, cái này các bạn biết thì mạng Việt Nam đang bị... thằng cà đen nó cắn. Nên các bạn thông cảm, ok? Xin lỗi sắp nó ra không được bao nhiêu cục mình được không? Sao cục? Ôi trời! Mình còn 3 cục mạng The Fuck đi ha, còn 4 cục The Fuck. Mạng. Ờ mình lên 4 cục rồi, ê có hàng giả mà kìa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra gì? Chết tao. Chết tao. Con chuột. Yeah. Đéo bọc giường. Never again. Ok, ta vô lấy tiền, lấy này tiếp bạn ơi. Ai tôi đang lắp chiếc xe đua nè. Ghê. Tôi đang tạo một chiếc xe đua cho tôi. Ghê vậy? Ồ, cái này là chiếc xe đua hả? Ừ. Thư cấu. À, bị ông ngô. Đúng là mày cà ráp mà. Ồ, xe đua tôi xấu như... Ông mới biết hả? À, tôi biết ngô mà. À ha. Thành thang tôi. Ok, để mình chạy qua đây. The fuck. Mẹ cái chuột nó phục tích. Ừ. Mẹ mình mua hai cái kim đá. Chuột double click lại hả? Lẫn hai cái. Có gì đâu. Mà mình đang muốn ấn một cái mà ấn hai cái. Oh shit. Tôi nghĩ nên chơi team còn hơn không? Thì đó, tôi kêu ông qua nay tôi đi, chịu. Để tôi okay. Mua giáp sắt cái. Đây hả? Từ đó mua giáp sắt cái. Rồi. Ta tắp cái nhà, tắp cái này lại kìa. Sợ bọc giường nhìn dễ bể quá ông ơi. Dễ bể hả? Tụi này nó cũng giống như mấy cái chuyện kia. Tụi nó không có giống như tự giết hại nhau để tụi mình chơi nhau. Đấy đâu. Ê, nãy tôi nói gì sai. Ok, ta tiếp tục.
Ông ê, có hàng màu trắng á, đứng me tôi kìa, kawaii kìa. Kawaii cát hả? Không, kawaii. Đúng rồi, kawaii cát kìa. Kawaii cát, what the fuck. Ủa, thiệt là bả không? Không rồi. Việt Nam. Đó, mình phải chơi chém tiếng Anh, à lộn tiếng Việt nữa. Con mất dạy. Ê, đó. Ông làm mày... blue đúng không? Gái gú gái. Đồ thanh niên cứng không gái gú nó không có gái. Có, vừa có gái mà. Có gái không? Có. Ê, hình như cái giường nó vừa mới update đó phải không? Đâu con, hát cũng vậy mà. À, cái giường à cái gì chụp bắt tuyệt vời các bạn ơi, mình bấm lộn không à, giờ buồn ngủ quá, 11 mấy rồi rồi mẹ, cái chuột nó bụt lít ngon rồi. Ok, chúng ta sẽ lắp cái này lại các bạn ơi. Đâu phớt bọn nó chơi cái trò trống gì vậy, tụi nó chơi trò trống gì vậy? Ai làm gì. Nếu bạn thích video thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, ủng hộ video cho mình nha. Hên, bấm ship kịp, không hồi lần cứ rồi này này. Đúng rồi, thì nhà ông nhỏ lắm. No, yeah, em ta đã có bàn học. Yes, yeah, come on baby. Yes. Bad World vừa update lại, các bạn hiểu mà, kiểu giống như cái map khó nhìn thật hình là. Ừ, cái map nó hơi rắc rối, mình không thích cái map này cho lắm. Chích gây. Xó sụt đi. Ok, tiếp tục mình để lấy đồ để mình AFK cho nhiều đồ xíu nha mày. AFK gì nói gì vậy? Ok. Mày AFK đâu? Mày. Bắt tim. Oh yeah, tìm người nè. Oh. Hai tụi ra chịu cực chịu được tìm luôn á. 2 3 1 2 3 nha. 1. Ừ. Tôi chạy được một tim luôn á. Ghê ta. Có hi hai tim đỏ hả? Ừ. Được qua chơi không? Đừng có phá là vui rồi. Thôi, đừng nói hai tụi nó bị bọt. Cứ giết hết đi. Để tôi đi càng web trong thời gian đi phụ không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm để chúng ta mua cái block này các bạn ơi. Block nào? Block này, block cái này. Cái kết. Rồi. Chúng ta lắp ở này. Cái nhà medieval thì cái bàn này bạn đặt thử hết cho mình cũng hơi căng. Nhưng mà trúng theo cái tủ là build ok. Bill thì không có sợ cho về VVV. U nhà màu đỏ hơi bị đẹp nha các bạn. Ê, tôi có thể bắt qua hi ha bằng một cách viết nhà đó mà. Không cần bắt bằng block thôi, chỉ cần mất tiêu. Tiêu trong chớp mắt. Rồi à. Tiêu trong chớp mắt luôn á hả? Không vậy luôn. Uầy, tại sao mà có thể lọt dưới đây? Thì các bạn có nhiều bạn hỏi tại sao anh có thể kiểu như là vậy đó. Kiểu như là vậy đó là vậy nè. Kiểu như là anh làm sao block mà nó nằm vậy mà nó không hiện lên. Thì do là anh cài Labi mod, nó có một cái mod ở đó sẵn. Cái mod là kiểu như là nó làm cho mọi vật nó có trọng item physics. Gọi là item physics. Ờ, là gì? Vậy đây. I'm ngu tiếng Anh, ok. Bắt tay không? À, tôi chỉ chém được mấy từ rồi. Yes, no, ok. Bad. Được. Kinh. Cũng là mấy từ đúng không? Đúng rồi. Thì nhà mình medieval xây trong Bedwar thì nó sẽ không có đủ cho lắm nên có thể mình sẽ xây 6 là chắc thôi. Không phải là có thể đâu. Ok, bởi vậy nếu các bạn thích video mà nó hoài
Ok. Nhức đầu quá. Ồ. Đây này thử rồi, để khám phá cái map này coi. Không may á. Bây giờ là video gì thôi, chứ không phải là video để chúng tôi. Ok. Ê, có thiên nhiên luôn. Yellow. Oh, yellow, yellow. Lô lạc. Đi lạc. Lô lạc. Ôi, trời này nhiều gái vậy. Chú biết chơi là đá hả? Nói chết 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 tôi bị dí hàng, bởi hàng lâu la rồi. What the fuck lâu la. Cứ mỗi lần vô chết xong nó phải lót lại cái map. Ờ đúng rồi, chết, cháy là nó lót cái map không? Ờ, kết vậy. Tương đình thì phải theo theo cái cũ, không muốn theo cái mới. Thấy nó lót cái nó bất tiện gì đâu. Kiểu là tụi mình đang định ra đép đép liền luôn, vừa hồi xong đép liền. Lót rồi, mất bao nhiêu thời gian. Mất cái vừa thì nó kém chết luôn. Ừ, kém rồi. Thì mình xem cái này chỉ là sơ sơ nha bạn, cái nhà medieval thì nó không có đẹp hết 100% vì nó không đủ lắp là một. Có thời gian là hai. Ok. Tí nữa tụi mình giết Ender Dragon. Ok, dành ta lên à. Ấm ơi. Mày giết được tao đi bằng cái đầu. Ấm ơi. Tao thử rồi, không bao giờ được. Có cái gì. Ấm ơi. Tôi sang tư cho ông xem cái này nè. Hai. Tôi đẹp trai lắm. Mặc ít đồ gì một xanh đẹp trai. Ok, chúng ta đã xong cái nhà mày đi vào rồi. Không cần gì giúp luôn á, chúng ta gì luôn á. Đúng mà nó kia nó vô giúp để nó qua lấy block phụ mình xây nhà cho nó đẹp đẹp xíu mà. Thế được mà nó sợ bị ban. Tập ơ. Ờ, mày có người tặng mà đâu phải cái gì đâu. Chú gái tặng ghê, gái tặng Minecraft. Ôi mày. Hết thồn mày, mày qua mày không kêu mày. Đi giết mấy kia đi. Ăn kim cương không? Thôi đi giết kia mấy kia đi ba. Không đi enchant. Ok. Bây giờ có gì cộng 10 bedwar times layer là sao? Nói gì vậy? Nói giọng thằng tiếng Anh mày. Ok, giờ ta sẽ cần. Gì vậy? Ai hiếp mày, hiếp mày. Gái hiếp. Ai hiếp, cầm túa, ai hiếp cầm túa. Thằng dây dây lỏ nó vòng vòng nó làm đồ. Mày cứ lót kiểu cái map. Mình không phải mình hô cần thêm mình không phải là mình hô bên hô gái được. Mình chỉ được hô anh đi ha thôi. Thật ra thì mình không phải làm được cái gì cái hàm à cái gì ai hàm ơ cái gì cái ok ông ơi sắc có quỷ không gì sắc có quỷ không quỷ chờ ở chỗ này tôi nói thiệt luôn nhiều gái mà tờ lờ lắm á thế là không tại mấy thằng da đen chị da đen mày ông nghe không tại mấy bé chứ đi sao cái bị đánh nhanh quá vậy đây tôi bắt cua này kìa dài dài đẹp điên ông ơi hử cứu tôi với cứ nhiều lắm tôi nhiên tôi bị tay tôi bị rung mãi tại biết mặt nó nào lâu quá nghe lấy kim đá không tôi chọn ba cây rồi giữ đi tiêm đi nha tối đại trong nằm á sao mình không được như bạn à muốn chiến không à tôi nhìn nó ngứa mắt quá nếu có tí nữa thôi là tôi muốn là tôi thắng được cái server gì sao server ba kiểu như tôi không bao giờ tụng như server ha 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 mày. Ok. Ta yeah. Chắc như vậy là chúng ta có thể xong được cái ngôi nhà medieval vậy. Đúng không? Không, mình để hai mấy cái này đi cho nó đỡ xấu xíu. Mặc dù không có gì nên mình xây đỡ vậy thôi nha. I'm the murderer. Gì? Murderer là gì? Kẻ giết người hả? Đúng rồi. Vậy luôn. Tôi giờ mới giết gái. Được. I kill baby homie. Nếu bạn thích mình co op với thì để dưới phần comment mình sẽ co op với người đó. Đờ mờ ghét mấy thằng nào kêu anh co op với Yaki đi nha. Cái đợt co mời tao bún tiếng cúc từng thằng nha. Nó chơi. Yeah. Xem Alpha giúp tôi ơi. Đứng ok ở nhà mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ up stream. Giờ nó chơi xíu. Ok nó chơi mình sẽ vô chào đi. What the fuck chào đi. Nó hiểu cái gì không? Nó nói gì? Không, tôi nói tại tôi đứng ngay tôi nhấn với nó nè. Nó cũng đứng F5 nó nhung nhung với tôi. Hiểu tiếng gì không? Super. Ca. Hiểu. Chào. Về. Xong. Không chơi nữa đâu. Ê thằng màu hồng kìa. Màu đồng hàng gì ta? Màu hồng có cung nha. Màu hồng da đen. Ê đừng nói giống trận trước nha. Cái trận mà cái gì xây nhà để
bể nước gì mà có thằng cầm cung á, bếp bếp bắn cung ever. Trời, đụng với Hiha bắn cung là thôi mệt. Thôi đâu xong không, rồi. Lượm ơi, lượm, lượm ơi, lượm đã bị nhặt bực 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 bực. Có gì đâu, dạ. Tôi bị điên rồi. Ông kêu tôi, nó nói nhiều, ông chen hết mất rồi. Có gì đâu, thằng nào diễn viên chính? Tôi. Đồ. In chờ. Chờ. Okay, mày nói kìa, nó bắn không kìa. Này. Ok, mình đã xong rồi nhà Medieval, nhìn đẹp với cực. Ngại ghê, hi 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 hi. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cái kiếm như cái biển. Rồi, còn lại thì chỉ nâng này thôi, xong. Rồi. Easy, giờ mua cái cung cho. Bạn thấy mình tài bắn cung như thế nào? Như không có như skip đâu nhá. Mình là skip bet. Bet ha. Thấy không, hãy đọc tiếng Anh theo. Bet đọc. Đỉnh không? Lấy gì ta? Tiền tì vậy? Cho đi nè. Đưa MG cho ông nha. Ok, cool. Tôi có 4 cục rồi, tôi bỏ đây. Tôi vẫn chưa biết thằng cà đen bao nhiêu tuổi. Mà dám nói tôi là ông. Chạy đi, bao nhiêu tuổi không quan trọng. Đi kiếm màu hồng chí chứ đi, tính gì tính sao bà. Jimmy nói tôi xưng hô bằng ông bà thôi. Ai? Jimmy. What? Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Oh, ông bà anh yêu nhau thời đã có xe hơi. Đã có con trai. Ông đưa tuổi. Bà anh đi dạo quanh. Độ tuổi không quan trọng, mình thích hay mình nói. Ủa màu hồng nó chết hả? Ờ. Ủa màu hồng đâu, màu hồng đâu? Nó mất giường rồi, nhưng mà chưa có chết. Nó chết rồi. À, để tôi qua tôi đập cái tìm màu gì ta. Màu. Rồi xong rồi. Qua giúp bà lưu đi. Bắt bà lưu tôi. Chứ qua giúp Aqua đi. Không, bắn cung bét cỡ nào cũng bị chết thôi. Ôi giời. Aqua đâu ta? Tôi vẫn không thấy Aqua ở đâu các bạn ơi. Thì cái thử thách của bạn bạn vừa đặt ra cho mình thì đã xong rồi nha các bạn. Ok, một cái thử thách. Mình làm cái nhà, thêm cái nhà ở trung tâm đi. Mày hay. Nếu các bạn thích đồ mày cứng. Oh, mình có thể bay. I believe I can fly. No. Chuyện dọ của ông. Ủa nó mất giường rồi. Ở đù. Ừ. Vừa nhảy xuống nó một cái bay thẳng xuống địa ngục. Bít. Bít. Ok, cảm ơn các bạn đã subscribe cho mình để cho mình được cái 12k sub. Thanh ha, không làm event nữa. Thì hai làm event mà không cho tôi tham gia. Hai làm event đây. Event gì? Bây giờ mình tặng hạt minimum hả? Không có ai tài trợ như lúc trước hả? Đây là cho một đứa vô Discord. Kêu cho tụi nó build map á. Build tượng hay build map gì đó. Xong rồi cho một đứa vô Discord. Nhớ rồi à? Tao up hả? Youtuber. Đứa nào Youtuber. Ok, có đứa kìa. Aqua. Aqua này. Aqua này, ốc chó này. Ốc cỏ này. Thắng. Thì tụi mình về ra trung tâm bêu thêm cái nhà nữa đi. Thôi, thời gian có hạn em e. Thôi. Thôi đừng mày ha. Đừng nhà tôi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi nhưng bà anh có tivi rồi. Dạ thôi đừng mày ha. Thòn lỡ sao mà đổ cả mặt các em á. Chiều nay sao tao. Bay ha. Tôi xuống sang nhà ông đây. Qua đi please. Bum bum bum. Alo, mặt lầy. Lầy quá cái lời nè. Nó thích cơ mà. Thôi tôi vô phiếu. Phiếu lắm. Rồi anh scam này mà con. Anh scam ở nhà mày luôn. Đi kể. À thằng kia. Ôi.
Yeah. Nè nè. Chúng mày dám bạn yêu nhau nha các bạn. Đó, anh ấy cắn đó kìa nha. Quá tao bao nhiêu tuần. Nếu mất thì anh đi lại cả tên gì vậy. Đồ ông bị nhét gì hết cho ông nha. Không. Không ăn chùm. Đâu ta. Cái này nó ma cỏ lắm rồi. Rồi rồi. Rồi phụ. Đó, anh ấy mua đồ rồi, nó mua đồ rồi. Tôi nghe tiếng nó mua đồ rồi, mua chỉ cần cái cầm tiếng thôi, đủ chưa nè. Rồi. Đó, anh ấy mua đồ nha, anh ấy lên đồ nha. Ở trên đầu gì? Qua luôn, qua thôi. Nó tàn hình kìa mà. Mày tàn hình nó anh chấp. Anh đi. Ây, no, no. Ý, mình có hai lọ nữa. Ý, mình có hai lọ nữa nè. Ý, ôi sao nó tàn hình anh vậy? Fuck, mùi gì bốn cái tiếng ta như vậy? Ý. Sao đâu, bình tĩnh, mình chơi game mình phải bình tĩnh đúng không? Ba cái pha này chúng ta phải không có gì mà phải gọi cả. Nói dục kiếm tao cũng cần thời gian tao mua động đó, các bạn cứ bình tĩnh, mình không có gì phải sống cả, không có gì. À, tay rồi. Được hư cấu không? Không có hư cấu đâu bố. Bố là tất cả. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Thì bố là con gà, bố là con gà. Bố không phải là hiệp gà nhá, con nhá, con mới tệ là bố giảm, bố nhá nhá. Để đâu rồi nhóc. Đi rồi. Tôi thấy đâu cái gì vậy? Nhóc chạy rồi nhóc. À, thấy rồi nha. Chạy đâu vậy? Hello boy, chạy đi đâu vậy boy? Chạy gì vậy? Có chạy đâu vậy boy? Mày đang đi đường nào đấy? À, mày đứng dưới cầu em gì vậy? Nè con ngu nè. Ngu. GG. GG. Ấy, easy không? Mấy này ba cái đồ quý đi. Không, tôi đứng cấp 2 kìa. Ui, ui. Tôi tốt nhất mà. Ok, nếu các bạn thích video mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, ủng hộ video cho mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể subscribe mình bằng cách subscribe. Nói chứ, nếu các bạn... Ủa đồ. Ủa. Cô Hà. Nếu các bạn thích video mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, ủng hộ video mình nhé. Thì nhớ các bạn nhớ share và ủng hộ bà like ấy cho mình đi lên. Đực like cho mình nha. Đồ, bà đã quý áp đó. Thì các bạn nhớ cho mình lên được sub... like channel. Hồi nãy nó mới vô nói gì subscribe mình nữa. Subscribe mình nữa nha các bạn, đừng có chụp ra cho nha. Cái kimono bị cứt là subscribe cho mình nha, like channel. Nó chứ là các bạn okay, hãy bye bye. Subscribe cho mình lên 20k subscriber nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ông ơi. Sẽ làm một cái pha bí ẩn các bạn vô. Thằng chó FPT, thằng chó lộn. Alo, thằng chó Badawi, thằng chó Badawi, thằng chó Badawi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video mình. Bye bye.